Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube GK Audio ạ. Hôm nay là buổi trưa, 12 giờ trưa. Trong khi chờ chương trình GK Audio lên sóng vào phát trực tiếp ấy, thì có một bác khách hàng đã đến để cho mình những cái chiếc loa suốt như thế này ạ. GK Audio đang test để gửi luôn cho bác ấy. Bác đang ở trong phòng chờ ra đây. Đây là chất âm của chiếc loa suốt rất là mạnh mẽ và uy lực ạ. Đây là chỉ bát 30 thôi các bác nhá. Với những phòng không gian diện tích tầm 30-35m hoặc 40m, chiếc loa suốt VKF201 chơi thoải mái như đã luôn ạ. Thằng này thì nó đánh lực về trước mặt đúng không? Đúng rồi. Thằng này thì nan tỏ rất là